Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong đó mình sẽ nói về các phương pháp sống, học tập và làm việc hiệu quả. Thi thoảng là về sách, về tài chính, về học bổng, cũng như những chủ đề tương tự. Đây sẽ là video đầu tiên trong series mới của mình. Mình nghĩ mình sẽ đặt tên nó là Học giỏi và thi tốt. Chủ yếu là mình sẽ đưa cho các bạn những phương pháp tốt nhất để các bạn có thể ghi nhớ được cái kiến thức các bạn đã học được vào đầu, để khi các bạn bước vào một cuộc thi, bước vào phòng thi, chúng ta có thể đạt được cái kết quả tốt nhất. Vì sao mình có thể tự tin nói được những cái chủ đề như thế này? Thực tế thì mình không phải là một học sinh giỏi, mình học khá là kém. Trong cả quá trình học của mình ý, mình thực sự là không có một cái phương pháp gì. Và mỗi một môn thì mình học một cái kiểu khác nhau. Đến 10 năm trước khi mà mình đỗ vào đại học ngoại thương thì mình liên tục hỏi các bạn được điểm cao trong lớp là cậu học môn này như thế nào, cậu học môn kia như thế nào. Thì một câu trả lời chúng ta có thể nhận được từ tất cả những bạn học giỏi thường xuyên đó là tớ có học gì đâu, tớ có học gì bao giờ đâu, tớ không biết, cứ ôn thôi, cái kiểu như thế, đúng không? Và thực sự thì lúc đó mình đã đưa ra một cái kết luận chung, đó là học giỏi và thi được điểm cao ấy, nó là một cái gen. Mà cái gen đấy thì chắc chắn là mình không có, nên là mình cứ chấp nhận cái số phận của mình như thế thôi. Cho đến 2 năm trước khi mà mình đỗ học bổng chính phủ và mình biết là mình đã phải đi ra nước ngoài, mình biết là mình sẽ phải đi học thạc sĩ ở một cái chuyên ngành mà mình không có một kiến thức nền tảng nào đó trước đó, cũng là một chuyên ngành rất rất khó, bởi vì nó không chỉ yêu cầu đến cái kỹ năng biện luận mà còn cả kỹ năng cứng nữa, những kỹ năng tính toán nữa. Và như thế là nó yêu cầu một cái nền kiến thức rất chắc. Và để có thể học được cái nền kiến thức đó trước khi mình đi vào học cái phần nâng cao hơn ở cái phần thạc sĩ thì mình phải học cách nào? Thì hồi đó mình đã bắt đầu đọc rất nhiều những cái bài nghiên cứu, bài tham luận, rất nhiều những cái research, những cái article khác nhau về việc làm thế nào mình có thể học để thi một cách tốt nhất. Mình tìm ra được phương pháp đó, áp dụng nó vào cách mình học trong suốt 2 năm vừa rồi, kể cả học và kể cả cuộc sống. Bởi vì ngoài việc học, mình học 1 năm ra thì mình cũng cần ghi nhớ rất nhiều những thông tin khác trong cuộc sống nữa. Và mình áp dụng nó cả vào cuộc sống luôn, và nó mang lại hiệu quả cho mình một cách rất là bất ngờ. Đến bây giờ thì mình nghĩ là mình đã đủ chín mùi để có thể chia sẻ được cho các bạn lý do vì sao nó là phương pháp học tốt nhất. Đấy là cái đầu tiên mình muốn nói. Điểm thứ hai mình muốn nói trước khi mình đi vào nội dung chính, đó là học là chúng ta đang tiếp nhận những kiến thức mới. Các bạn xem video này của mình cũng chính là các bạn đang học và tiếp nhận những kiến thức mới. Bởi vì những cái gì mình nói trong này sẽ là những cái có thể các bạn sẽ chưa nghe bao giờ. Và mình tổng hợp lại cả cái quá trình học nó thành hai phần chính. Phần thứ nhất là chúng ta hiểu thông tin, và thứ hai là chúng ta ghi nhớ thông tin. Không phải là chúng ta hiểu cái gì là nó sẽ ở trong đầu chúng ta mãi mãi. Nên mình vẫn hay thường nói cái đầu của chúng ta là giống như một thanh RAM hơn là một cái ổ cứng. Ổ cứng nghĩa là khi chúng ta copy tài liệu trong đó rồi thì nó sẽ ở đó mãi mãi, trừ khi nó hỏng thôi. Đấy, và thanh RAM thì nó giống như kiểu một cái bộ nhớ đệm, nó vào và nó ra liên tục. Và mình nghĩ bộ đầu óc chúng ta cũng thế, trong một thời điểm nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định, chúng ta chỉ có thể nhớ được một khoảng kiến thức nhất định mà thôi. Vì vậy khi làm thế nào để chúng ta có thể ghi được nhiều cái kiến thức vào cái bộ nhớ đệm nó nhiều nhất thì mình đang sẽ giúp các bạn trong cái series này, nó là bước thứ hai. Tuy vậy thì mình cũng phải nói một điều sâu hơn, đó là mình không yêu cầu các bạn là ở cái phần 1 các bạn phải hiểu hoàn toàn vấn đề. Bởi vì thường thì chúng ta ngồi học trên lớp, chúng ta được đưa ra một kiến thức mới, chúng ta nghĩ là chúng ta hiểu được cái này rồi, nhưng đến lúc về nhà chúng ta có thể hoàn toàn quên hết sạch tất cả những thứ đó. Bởi vì cái hiểu của chúng ta nó chỉ ở phần bề mặt mà thôi. Để hiểu được hoàn toàn một vấn đề có thể chúng ta phải đọc thêm rất nhiều những thông tin đằng sau nữa. Nên là mình nghĩ cái phần 1 ấy, các bạn phải tự động vận động mà tìm ra được cái cách các bạn hiểu vấn đề một cách tốt nhất. Vì cái series này nó không phải là dạy các bạn học toán, học hóa, học lý hay là học một cái chứng chỉ gì đó, mà nó sẽ chỉ dạy cho bạn cái phần thứ hai thôi. Nhưng mà ở cái phần thứ hai, khi mà chúng ta cố gắng ghi nhớ kiến thức vào đầu ấy, cũng là một cách khác là giúp cho các bạn hiểu vấn đề nó một cách sâu hơn. Bởi vì khi mà nó chui vào đầu được các bạn ấy, nghĩa là khi đó các bạn đã tìm ra được cái logic đằng sau cái vấn đề các bạn đang muốn đưa nó vào đầu. Và vì thế nên là mình sẽ cố gắng tập trung ở cái phần thứ hai này thôi. Đấy là cái điểm thứ hai mình muốn nói trước khi mình đi vào nội dung chính. Điểm thứ ba mình muốn nói trước khi mình đi vào nội dung chính, đó là cái series này nó sẽ rất nặng về nghiên cứu khoa học. Trước khi mình đi ra nước ngoài ấy, mình đã phải đọc hơn 100 nghiên cứu khoa học và bài báo khác nhau về việc làm thế nào để học và thi tốt. Chứ nếu mình không đọc cái đấy chắc chắn đến bây giờ mình vẫn không thể tốt nghiệp được đâu. Và để làm được cái video này mình đã phải đọc lại hơn 70 nghiên cứu khoa học khác nhau nữa. Vì vậy nên là mình sẽ cố gắng hết sức trong cái series này để có thể truyền tải kiến thức một cách đỡ khô khan nhất có thể. Và mình cũng hy vọng các bạn hãy bình tĩnh và tiếp nhận thông tin cùng với mình trong cả quá trình nhé. Thế thôi, mình sẽ đi vào nội dung chính. Trong cái video đầu tiên này, mình sẽ nói cho các bạn đâu là phương pháp học hiệu quả nhất để ghi nhớ thông tin nó vào đầu, và những phương pháp hiện tại của chúng ta nó có hiệu quả hay không. Phương pháp đầu tiên, đó là phương pháp đọc lại, re-reading.
Mình cá là phần lớn và có khi là 99-100% tất cả học sinh sinh viên chúng ta, trước khi chúng ta bước vào phòng thi, chúng ta sẽ đều cố gắng lôi lại cái slide, cái đề cương, cái bài giảng, bất cứ những cái materials, những cái tài liệu mà chúng ta có nào trong tay, đọc lại một hai lần, với một cái ước mong đó là khi chúng ta vào phòng thi, chúng ta sẽ nhớ lại được những kiến thức đó và viết vào tờ giấy thi, đúng không? Các bạn hãy nhìn bên này, đây là những cái nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng phương pháp rereading, đọc lại này là một trong những phương pháp kém hiệu quả nhất. Tuy nhiên nó lại là phương pháp mà tất cả học sinh sinh viên đều yêu thích sử dụng, bởi vì là nó rất là nhanh, gọn lẹ, đơn giản mà lại không tốn sức. Nó rất là dễ, chúng ta không cần phải động não gì cả, cứ cầm cái tờ giấy, cầm cái đề cương đọc đi đọc lại là xong, đúng không? Mình thấy có một nghiên cứu khoa học rất là hay vào năm 2009 đánh mạnh về phần rereading này. Đó là khi người ta đưa ra một cái bài kiểm tra cho hai đối tượng học sinh, một đối tượng là đọc lại bài trước khi đi thi và một đối tượng không đọc gì trước khi đi thi, thì điểm số của hai bên nó là như nhau. Vì vậy nên là cái thời gian các bạn bỏ ra để đọc lại thực sự là nó không có giá trị gì cả. Đây là một kết luận trong nghiên cứu đó. This consistent absence of effects of rereading collectively shows that immediate rereading does not reliably improve performance on summative assessments typically used in the classroom. Nghĩa là cái việc đọc đi đọc lại thông tin này thực sự nó không mang lại hiệu quả gì, đặc biệt là khi các bạn đi vào phòng thi và làm những bài kiểm tra nó mang tính tổng hợp, nghĩa là chúng ta phải kết nối những cái kiến thức khác nhau để có thể giải được cái bài kiểm tra đó. Mình sẽ để một nghiên cứu khác vào năm 2016 ở dưới đây với một kết luận là some effective learning strategies like retrieval practice are underutilized. Conversely, the most popular learning strategy among college students, repetitive reading, leads to very limited levels of learning. Nghĩa là những cái phương pháp học tốt hơn như kiểu là phương pháp mình sẽ nói ở cuối video này thì được rất ít học sinh nghiên cứu và chú ý đến, trong khi đó những cái phương pháp kém hiệu quả hơn như là phương pháp đọc đi đọc lại này thì lại rất là phổ biến và lại không mang lại được kết quả như các bạn mong đợi. Điều mà nói thì kho tàng nghiên cứu khoa học về cái phương pháp đọc đi đọc lại này nó nhiều vô vàn các bạn ạ. Các nhà nghiên cứu bây giờ họ vẫn đang cãi nhau chí chóe về việc là nó có tốt hay không, nhưng mà bởi vì mình đã đọc quá nhiều và từ đó mình đã rút ra được một cái pattern của mình nhìn thấy, đó là những cái nghiên cứu trước năm 2000 thì thường là họ ủng hộ cái việc đọc đi đọc lại thì nó là tốt, và những nghiên cứu sau năm 2000 thì họ đã khám phá ra được những phương pháp học tốt hơn và từ đó họ đã phản biện lại cái phương pháp trước. Và mình thì mình đi nghiêng về những cái nghiên cứu khoa học sau năm 2000 hơn, bởi vì cái cách mà họ thực hiện nghiên cứu nó mang tính bao quát cái mẫu số của họ nhiều hơn và từ đó thì mình tin cái kết quả đó hơn. Các bạn có thể tự đọc những nghiên cứu của đó, mình sẽ để lại những nghiên cứu lúc nãy mình để ở đây để các bạn tìm lại nhé. Thứ hai đó là highlight. Highlight thì tất cả học sinh sinh viên chúng ta đều biết rồi, đó là việc chúng ta sử dụng một cái bút như thế này để chúng ta tô đậm lại những cái từ, những cái cụm từ, những cái mảng kiến thức mà chúng ta muốn ghi nhớ nó vào đầu, để trước khi chúng ta đi về phòng thi chúng sẽ đọc lại nguyên những cái phần mà chúng ta đã tô đó mà thôi, vì nó nổi bật lên so với những cái thông tin khác. Thì đây sẽ là những cái nghiên cứu khoa học mình để, và kết luận chung của những nghiên cứu khoa học đó cho thấy đó là việc chúng ta highlight thông tin nó có tương quan nghịch đảo đối với điểm kiểm tra của chúng ta. Dưới đây sẽ là một cái kết luận trong nghiên cứu của Bell năm 2009 về highlight. Low skill readers report more reliance on highlighting strategies and actually mark their text more than better readers. In addition, low skill readers prefer to buy used, previously marked text over the new ones. Furthermore, when low skill readers mark their text, they are less capable of marking the most relevant material, as determined by instructors asked to mark sample text pages for comparison. Có hai điểm mình muốn nói về kết luận vừa rồi. Điểm đầu tiên đó là những người mà không có kỹ năng đọc tài liệu tốt thì họ sẽ thích sử dụng bút highlight hơn, và họ thích mua những quyển sách mà đã được highlight tài liệu, những cái kiến thức quan trọng trước đó từ trước, để họ chỉ có việc là đọc những kiến thức đó mà thôi. Điểm thứ hai đó là hầu hết thì những cái người đọc tài liệu không có kỹ năng ấy thì họ sẽ không biết highlight cái phần nào là phần quan trọng. Họ cứ thấy cái phần nào thích là highlight thôi, mà thực ra phần đó chưa chắc đã là phần quan trọng. Đấy là kết luận của một cái nghiên cứu năm 2009. Tuy vậy nhá, thì highlighting không phải là một phương pháp học tệ, mà nó bị đánh giá là một trong những phương pháp học kém, bởi vì lý do là học sinh, sinh viên và kể cả rất nhiều giáo viên cũng không biết làm thế nào để highlight một cái lượng kiến thức tốt. Dưới đây là một kết luận của giáo sư Dunlosky trong nghiên cứu khoa học của ông. Future research should be aimed at teaching students how to highlight effectively. Given that students are likely to continue to use this popular technique despite its relative ineffectiveness. Với ý nghĩa là cái phương pháp highlighting này nó rất là kém hiệu quả, tuy nhiên là bởi vì nó được yêu thích bởi đại đa số học sinh sinh viên, vì vậy nên là những nghiên cứu khoa học trong tương lai chúng ta nên tập trung về việc dạy cho các bạn ấy hiểu được làm thế nào để highlight thông tin một cách tốt và có ích nhất. Thứ ba và thứ tư đó là phương pháp summarization và taking notes.
Đây là hai phương pháp mình kết hợp lại với nhau, bởi vì thường nó sẽ đi cùng với nhau. Summarization nghĩa là chúng ta tổng hợp thông tin, và taking notes nghĩa là chúng ta ghi chép lại. Tưởng tượng như là khi chúng ta học xong một môn học, chúng ta có đến khoảng 10 cái lessons, 10 cái slide khác nhau đi chẳng hạn. Và đến khi mà chúng ta đang ngồi ôn thi, chúng ta sẽ ngồi chép lại những cái kiến thức quan trọng trong 10 cái slide đó vào một tập khoảng 3 đến 4 trang A4 đi, và chúng ta tổng hợp hóa thông tin đó lại, để chúng ta khi mà chúng ta ôn thi, chúng ta chỉ ôn thi vào 4 cái tập trang A4 đó mà thôi. Thì đấy là một trong những cách mình thấy rất nhiều bạn làm, và chính mình cũng đã làm rất rất là nhiều luôn trong cả những cái lúc mình học thạc sĩ, mặc dù mình biết là nó không có tác dụng cho lắm. Bởi vì một trong lý do mình thích, bởi vì là hồi đấy mình có sử dụng iPad đi học ở bên đấy. Mình ra nước ngoài, mình biết là mình sẽ không thể mang được sách vở về, nên là mình rất là tiếc. Nên là nghĩ trước điều đó rồi, nên mình dùng iPad mình học cả năm luôn. Mình viết trên cái iPad đó, và cả năm học mình coi như không in một cái tờ A4 nào ra cả, một cái trang giấy nào ra. Viết trên iPad nó rất là thích, và mình thích kiểu tô vẽ cho nó đẹp ấy. Nên là thành ra là mình làm xong rồi, đến kỳ 1 xong, đến lúc mình ôn thi, mình phát hiện ra cái thời gian mình ngồi mình take note, mình summarize xong rồi là tô vẽ các thứ, nó lại không mang lại hiệu quả cho lắm. Nên là sang kỳ 2 mình cũng vứt luôn, mình có chả làm gì liên quan đến việc là taking note và summarize nữa. Đây là những cái nghiên cứu khoa học cũng cho thấy là cái phương pháp summarize và take note này nó không mang lại hiệu quả quá nhiều, và đặc biệt là chúng ta cũng không biết làm thế nào để take note và summarize một cách hiệu quả nữa cơ. Sau đây mình sẽ đưa cho các bạn xem một cái trích đoạn trong nghiên cứu khoa học của Friedman từ Đại học Harvard về note taking nhé. Many students and instructors feel that note taking is an obvious and intuitive skill to have, yet few consider or encourage best practices. Unfortunately, many students are unaware of or do not appreciate the benefits that effective note-taking may have on their learning, and the importance of cultivating their note-taking skills over the course of their education. Good note-taking practices can lead to efficient study practices, better course outcomes, and improved retention of contents beyond a course conclusion. Ý của đoạn này muốn nói là gì? Nghĩa là rất nhiều học sinh, sinh viên và kể cả những giáo viên nữa đều cảm thấy rằng cái việc chúng ta ghi chép lại những cái kiến thức chúng ta đã học trước khi chúng ta đi thi ấy, nó là một cái điều hiển nhiên đối với học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng đâu là cái cách tốt nhất để chúng ta có thể ghi chép lại một cái hiệu quả. Rất là đáng tiếc một cái điều này. Và khi mà chúng ta biết được đâu là phương pháp ghi chép hiệu quả nhất ấy, thì khi đó cái việc học và cái kết quả học tập, kết quả thi của chúng ta, cũng như là cái việc ghi nhớ thông tin trong một quá trình dài dài ấy, nó mới có giá trị. Tiếp theo sẽ là một nghiên cứu và kết luận khác của giáo sư Dunlosky về việc tổng hợp thông tin, summarization. On the basis of the available evidence, we rate summarization as low utility. It can be an effective learning strategy for learners who are already skilled at summarizing. However, many learners, including children, high school students, and even some undergraduates, will require extensive training, which makes this strategy less feasible. Đại loại ý của giáo sư Dunlosky nghĩa là ông đánh giá rằng phương pháp tổng hợp thông tin này là một phương pháp kém hiệu quả. Mình nhớ là trong cái nghiên cứu khoa học của ông thì ông đặt hình như là 10 cái phương pháp học khác nhau hay sao ấy, và đánh giá mức độ hiệu quả của nó thì phương pháp này rơi vào phần kém hiệu quả. Ông cho rằng nó có thể là một phương pháp hiệu quả nếu mà người học biết được đâu là phương pháp tổng hợp thông tin tốt. Học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 và kể cả học sinh, sinh viên đại học nữa cần phải được training một cách rất là kỹ càng để hiểu được tổng hợp thông tin thế nào cho đúng. Và chính vì cái thời gian chúng ta đặt vào cái việc training này nó mất thời gian, đúng không? Nên là nó thành ra nó lại khiến cho cái phương pháp này là một phương pháp kém hiệu quả đi. Ngoài 4 cái phương pháp mình vừa mới trình bày cho các bạn, bao gồm rereading, taking notes, summarization and highlighting, thì những phương pháp học thụ động khác cũng được cho rằng là những phương pháp kém hiệu quả. Dưới đây tiếp tục sẽ là một kết luận của giáo sư Dunlosky. 5 techniques received a low utility assessment. Summarization, highlighting, the keyword mnemonic, imagery used for text learning, and rereading. Nghĩa là hai cái phương pháp mà ông cũng nói thêm đó là phương pháp keyword mnemonic, nghĩa là phương pháp nhớ từ, cố gắng nhớ được cái cụm từ đó, và phương pháp imagery used for text learning, nghĩa là phương pháp nhớ từ bằng hình ảnh. Nó cũng không có tác dụng nhiều cho lắm. Trước khi kết thúc cái phần 1 này, mình muốn khẳng định lại một điều nữa bằng việc là đưa cho các bạn thêm một cái kết luận từ một nghiên cứu khoa học gần đây nhất từ năm 2019 của Đại học Harvard, cho thấy là cái phương pháp học thụ động như mình vừa mới kể bên trên ấy được học sinh sinh viên rất rất là yêu thích, và họ còn nghĩ rằng đấy chính là phương pháp học tốt nhất, cộng với việc là họ thích giáo viên mà giảng bài hơn là giáo viên cho bài tập nhóm. Bởi vì là họ thấy là giáo viên cho làm bài tập nhóm rất là tốn thời gian, tốn năng lượng của họ. Và khi mà họ giảng bài thì họ chỉ cần ghi chép lại là đã hiểu được vấn đề rồi.
Và thực tế thì lại ngược lại, khi mà các bạn làm bài tập nhóm ấy, thì đấy là lúc các bạn vận động kiến thức một cách tốt nhất. Lý do vì sao phương pháp học chủ động nó tốt hơn phương pháp học bị động, và phương pháp học chủ động là gì thì mình sẽ nhìn sang phần tiếp theo, đó là phần chính của cái video này. Ok, bây giờ sẽ là phần chính. Mình sẽ nói về cái phương pháp học tốt nhất mình đã nghiên cứu được, và nó tên là Active Recall. Active Recall mình dịch tạm theo tiếng Việt nghĩa là gợi nhớ thông tin chủ động. Gợi nhớ thông tin chủ động là cái gì? Nghĩa là các bạn sẽ lôi kiến thức đó từ não các bạn ra một cách rất đơn giản thế thôi. Có nghĩa là gì? Cụ thể hơn nhá, mình sẽ lấy ví dụ. Ví dụ như là các bạn sẽ trả lời câu hỏi này của mình đi: Thủ tướng của Việt Nam trong nhiệm kỳ gần nhất tên là gì? Hay là Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ gần nhất tên là gì? Hay là gần đây bà Nguyễn Phương Hằng hay livestream về vấn đề gì? Hay là sáng nay các bạn vừa ăn cái gì? Đấy là những cái thông tin mà các bạn phải lôi từ trong não bạn ra để các bạn trả lời mình. Thì nó chính là Active Recall. Thế nó khác gì những cái phương pháp mình kể bên trên? Những phương pháp mình kể bên trên nó là phương pháp học thụ động. Thụ động nghĩa là khi các bạn có một cái đề cương trước mặt, các bạn lôi những cái kiến thức từ cái đề cương đó ra một cái trang giấy khác bằng việc các bạn take note, bằng việc là các bạn tổng hợp hóa nó lại, bằng việc là các bạn vẽ những cấu trúc, vẽ mind map. Nghĩa là các bạn để một cái thông tin chính ở giữa, rồi các bạn sẽ vẽ nhánh ra xung quanh. Đấy là những phương pháp thụ động. Còn chủ động nghĩa là gì? Nghĩa là các bạn actively recall the information. Nghĩa là các bạn gấp những cái thông tin nó lại và chủ động gợi nhớ thông tin nó ra, lôi nó ra từ đầu các bạn. Nói một cách nghịch lý, đó là cái cách tốt nhất để chúng ta đưa thông tin vào não chính là bằng việc chúng ta lôi thông tin nó từ não ra. Và dưới đây sẽ là một kết luận của giáo sư Dunlosky vào năm 2013. We rate practice testing as having high utility. Testing effects have been demonstrated across an impressive range of practice test formats, kinds of material, learners' ages, outcome measures, and retention intervals. Thus, practice testing has broad applicability. The frequency of students' reported use of practice testing was significantly correlated with their performance on a final exam. Practice testing is not particularly time-intensive relative to other techniques, and it can be implemented with minimal training. Như lúc nãy mình nói cho các bạn ý, giáo sư Dunlosky đặt 10 cái phương pháp học trong một cái thang điểm, và ông đánh giá là cái phương pháp Active Recall, hay ông gọi là Practice Testing này, là một phương pháp cực kỳ hiệu quả. Và ông cho thấy cái mức độ hiệu quả của nó một cách rất ấn tượng, xuyên suốt nhiều những cái format khác nhau của bài kiểm tra, những cái tài liệu khác nhau để ôn tập, xuyên suốt những cái giải learner's age, nghĩa là cái mức độ tuổi của cái người đi vào phòng thi ấy, có nghĩa là nó ứng dụng tốt với cả những người kém tuổi hay những người cao tuổi đều tốt hết. Và cái điểm kiểm tra cũng như là cái việc ghi nhớ thông tin sau đó cho thấy một cái mức độ hơn hẳn những cái phương pháp học khác, và vì vậy nên nó có tính ứng dụng rất rất là cao. Cái việc là các bạn càng active recall bao nhiêu, các bạn càng gợi nhớ thông tin từ bộ não các bạn ra bao nhiêu, thì nó lại càng correlated, nghĩa là nó lại càng tương quan một cách mạnh mẽ đối với cái điểm kiểm tra của các bạn. Nếu các bạn càng cố gắng lôi kiến thức các bạn từ não ra thì điểm kiểm tra các bạn nó sẽ càng cao. Và cái việc thực hành cái việc active recall này nó không tốn công tốn sức, và nó cũng không cần quá nhiều training. Vì vậy nên là đây được đánh giá là phương pháp tốt nhất trong cái nghiên cứu khoa học của ông. Một trong những nhà nghiên cứu khoa học rất là nổi bật và đã đào rất là sâu nghiên cứu về cái phương pháp Active Recall này, đó là Jeffrey Karpik. Ông đã xuất bản 3 nghiên cứu, mình thấy là có 3 nghiên cứu về nó vào năm 2008, 2009 và 2011. Và trong đó thì ông đã kết hợp những nhà nghiên cứu khoa học khác nhau và để đưa ra được các kết luận khác nhau. Mình đồng ý với Ali Abdal, đó là nghiên cứu khoa học năm 2011 của ông là một nghiên cứu khoa học rất rất là thú vị, và mình sẽ nói sau đây. Trong nghiên cứu này thì ông chia học sinh viên thành 4 nhóm khác nhau, và cả 4 nhóm sẽ cùng học một cái tài liệu giống nhau, và sau đó thì cả 4 nhóm sẽ được đưa vào phòng thi để làm bài kiểm tra. Tuy nhiên cách học của 4 nhóm thì hoàn toàn khác nhau. Nhóm đầu thì ông cho đọc tài liệu đó 1 lần, nhóm thứ 2 thì ông cho đọc cái tài liệu đó 4 lần, nhóm thứ 3 ông sẽ vừa cho đọc tài liệu đó vừa làm mind map, nghĩa là các bạn vừa đọc các bạn sẽ vừa vẽ những cái cấu trúc thông tin ở bên cạnh để các bạn kết nối thông tin với nhau. Và nhóm thứ tư cho đọc tài liệu đó 1 lần và gấp sách lại và bắt ngồi active recall, nghĩa là các bạn sẽ ngồi nhớ lại được càng nhiều kiến thức các bạn vừa mới đọc là gì. Đó, để đánh giá được cái mức độ hiệu quả của bài kiểm tra thì trong đó ông đã đưa ra 2 loại câu hỏi khác nhau. Loại câu hỏi đầu tiên ông đặt tên nó là verbatim questions, nghĩa là những câu hỏi nó y hệt như vậy, y hệt như cái gì các bạn được dạy. Mình có thể lấy một cái ví dụ sơ sơ, mình không biết thực sự bài kiểm tra nó nhìn như thế nào, nhưng có thể lấy ví dụ này cho các bạn. Đó là trong bài tài liệu học nó có thể viết là MS bằng với Microsoft chẳng hạn. Thì trong bài thi các bạn sẽ được hỏi là Microsoft
được viết tắt là gì. Đấy, sẽ có, và sau đó các bạn sẽ phải điền MS vào trong đó ấy. Thì đấy là những cái dạng câu hỏi verbatim, nghĩa là kiến thức nó y nguyên như vậy và các bạn chỉ cần nhớ lại được một cái kiến thức cụ thể nào đó thôi. Dạng câu hỏi thứ hai nó là dạng câu hỏi inference questions, nghĩa là các bạn phải suy tư duy biện luận và kết nối những cái mảng kiến thức khác nhau và suy luận nó ra được cái kết luận và cái đáp án chính xác. Kết quả ở đây cho thấy điều gì? Rõ ràng cử nhóm 4 đọc tài liệu một lần và active recall có kết quả tốt hơn hẳn so với ba nhóm còn lại. Và mình muốn các bạn nhìn thấy một cái kết luận ở đây, đó là khi chúng ta so sánh nhóm 2 với nhóm 4, nhóm 2 ấy, đó là việc mà chúng ta thường hay làm đấy. Khi chúng ta trước khi đi ôn thi, trước khi vào phòng thi, chúng ta thường sẽ đọc đi đọc lại cái tài liệu đó 1, 2, 3, 4 lần. Và cái thời gian chúng ta bỏ ra để đọc tài liệu đó 4 lần nó rất là nhiều so với việc là chúng ta đọc đúng một lần và sau đó ngồi ngẫm lại được càng nhiều kiến thức càng tốt. Cái việc active recall ở đây, ngẫm lại kiến thức, nó có thể hơi trừu tượng đối với các bạn thì mình sẽ nói nhiều hơn ở video sau. Nhưng có một ví dụ các bạn, mình có thể lấy cho các bạn đây. Ví dụ là chúng ta làm bài kiểm tra của năm ngoái thì chẳng hạn. Nghĩa là sau khi chúng ta đọc hết tài liệu một lần, chúng ta hiểu nó rồi, chúng ta lôi đề kiểm tra năm ngoái ra làm và cấp hết tất cả tài liệu nó như kiểu chúng ta đang ngồi trong phòng thi đi. Và lúc đó chúng ta chỉ có cái đầu chúng ta để giải bài tập thôi. Đấy chính là active recall. Và cái việc chúng ta làm như thế nó hiệu quả rất là nhiều so với việc là các bạn đọc đi đọc lại cái tài liệu các bạn đang có trong tay. Đây là một kết luận mình thấy nó rất là ấn tượng và nó rất là có ích đối với cái giới học thuật, học sinh, sinh viên, tất cả các bạn và tất cả và như mình nữa chẳng hạn. Khi mình biết đến kết luận này mình rất là sốc. Mà mình đã thấy là suốt bao nhiêu năm nay mình đã làm sai trong cái việc học. Mình không hiểu là lý do vì sao nó không được truyền thông tốt hơn ở trong học, ở trong trường, trên trường, trên lớp. Chúng ta không được dạy cách làm thế nào để đi thi tốt, mà chúng ta chỉ được các thầy cô đưa cho kiến thức thôi. Còn làm thế nào để xử lý và ghi nhớ nó thì đó là việc của chúng ta. Và mình thấy đây là một cái không nên. Và nếu được thì mình đang rất là muốn làm nào đẩy mạnh được cái kiến thức về active recall này đến với càng nhiều trường, nhiều lớp càng tốt. Một trong những lý do vì sao học sinh sinh viên không thích cái phương pháp active recall này, nó là bởi vì nó rất là mệt các bạn. Nó rất là tốn thời gian, tốn công sức. Nhưng mà các bạn ơi, chúng ta đang học để luyện não, để ghi nhớ kiến thức cơ mà. Nếu mà nó cứ đơn giản thì làm sao mà chúng ta có thể ghi nhớ được. Có một cái so sánh mình muốn lấy ở đây, ví dụ như các bạn đi tập gym đi chẳng hạn. Nếu các bạn cứ mãi mãi sử dụng một cái mức tạ cho cả năm trời đi, thì cái khối lượng cơ bắp các bạn có thể gây dựng nên, có thể tạo nên thì nó sẽ rất là ít so với việc là chúng ta liên tục tăng cái mức tạ chúng ta lên để tập, để chúng ta kiểm tra cái ngưỡng, cái sức chịu đựng của chúng ta đối với mỗi một cái lần mà chúng ta nâng tạ lên. Thì nó cũng giống như bộ não thôi, bộ não cần phải được train. Tương tự với một cái mentality, tương tự như vậy. Nếu mà chúng ta càng ép nó học được nhiều thì nó sẽ càng ghi nhớ thông tin của các bạn một cách tốt hơn. Đơn giản thế thôi. Ok, nói tới đây thì mình nghĩ là các bạn cũng đã hình dung ra được những cái gì mình muốn nói trong video này rồi đúng không? Phương pháp Active Recall và cách nó hiệu quả hơn rất là nhiều so với những phương pháp khác mà chúng ta đã sử dụng trong quá trình học tập của chúng ta. Video này mình nghĩ là mình sẽ dừng lại ở đây và trời cũng bắt đầu tối rồi. Trong video sau thì mình sẽ dạy cho các bạn và chỉ ra cho các bạn biết cách mà các bạn có thể áp dụng Active Recall vào học tập như thế nào, áp dụng những phương pháp riêng lẻ, những phương pháp kết hợp và chính mình đã áp dụng nó vào quá trình mình học thạc sĩ như thế nào để mình có được kết quả như mong muốn. Đây là video và cũng như cả series này nữa, mình đã dành rất nhiều tâm huyết cho nó bởi vì mình rất là muốn các bạn trẻ, các bạn học sinh, sinh viên ở nước mình biết đến cái phương pháp này. Phương pháp này ở nước ngoài người ta đã được truyền thông hơn nhiều, mặc dù là cũng chưa được nhiều cho lắm đâu, nhưng sớm hơn so với chúng ta rất là nhiều. Dạo gần đây thì mình bắt đầu thấy nhiều bài báo viết về phương pháp này hơn và mình thấy rất là vui. Cũng như thế nên là mình cũng muốn là mình sẽ góp phần đẩy mạnh cái phương pháp này đến càng nhiều bạn càng tốt. Vì vậy mình rất là mong muốn các bạn có thể share cái video này cho mình đến càng nhiều người biết càng tốt. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại. Bye bye.